Nếp cái hoa vàng đúng vụ chỉ vào tháng 5 đến tháng 10 âm lịch hàng năm. Khi trổ đồng, nếp có màu vàng chứ không phải màu trắng. Như các loại nếp khác, nếp cái hoa vàng còn được gọi là mẹ của các loại lúa. Hạt nếp cái hoa vàng tròn, dẹt và nhỏ hơn hạt nếp thường một chút, có màu vàng nâu sẫm. Nhấm thử, thấy ngọt mát lan tỏa đầu lưỡi như sữa. Khi nấu lên, hạt trong và ráo, mềm nhưng không nát. Ăn vừa thơm lại đậm đà, hạt gạo nếp đầy tròn, không vỡ, gạo có mùi thơm. Đặc biệt khi nấu chín, xôi có mùi thơm nhẹ, hấp dẫn, xôi dẻo, hạt bóng. Gạo nếp cái hoa vàng được chế biến thành nhiều món như đồ xôi, bánh chưng, nấu rượu và một số loại chè. Đây là một nguyên liệu quan trọng, không thể thiếu khi nấu món chè bà cốt. Chè bà cốt dân dã, mộc mạc với vị ngọt nhẹ của đường nâu, thoảng chút cay nồng của gừng tươi, quyện cùng hương thơm thanh dịu của nếp cái hoa vàng. Đó là những gì chúng ta cảm nhận được khi thưởng thức. Trong tiết trời lành lạnh của những ngày trở gió, thưởng thức bát chè bà cốt ấm nồng, không chỉ thơm ngon mà còn phòng được triệu chứng cảm cúm khi thời tiết chuyển mùa. Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Ngon và Lành. Tôi là Hồ Thanh Mai, rất vui được đồng hành cùng các bạn qua công thức của món chè bà cốt. Các bạn thân mến, chè bà cốt có sự ngọt lành của những viên đường phen, sự ấm nồng của hương gừng quyện hòa vào cùng với hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của những hạt nếp cái hoa vàng. Để nấu được một bát chè bà cốt đúng điệu, chúng ta sẽ thấy có sự quyện hòa của sự bung nở bởi những hạt nếp với cái thơm ấm nồng trầm của nước mật mía. Để đằng sau sự vội vã tất bật của tiết trời mùa đông, chúng ta như được sống chậm lại, ngơi nghỉ. Giờ tôi mời các bạn cùng tôi, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu những nguyên liệu và quy trình để chúng ta chế biến món ăn. Để làm ra được 5 bát chè, chúng ta cần những nguyên liệu chính sau. Nếp cái hoa vàng, các bạn ngâm trong vòng 2 tiếng, chúng ta có 50g. Đường phen màu vàng, các bạn sử dụng 80g. Gừng tươi, 1 nhánh. Nước lọc, 700ml. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào quy trình chế biến. Như các bạn biết rằng, màu sắc của món chè bà cốt là màu cánh gián. Do vậy, chúng ta sẽ tạo màu. Ở đây, tôi ưu tiên chọn loại đường phen màu vàng bởi vì lớp màu vàng này sẽ cho ra màu cánh gián đẹp nhất khi chúng ta thắng đường. Đồng thời, nó sẽ cho chúng ta vị ngọt thanh nhưng có độ ngọt khá sâu so với những loại đường khác. Giờ chúng ta sẽ bào vụn tầm khoảng 3 viên để chúng ta thắng màu các bạn. Đường phen sau khi chúng ta đã bào vụn, các bạn sẽ cho vào nồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công đoạn thắng đường. Nhưng các bạn lưu ý, việc thắng đường rất dễ có mùi nên chúng ta sẽ hỗ trợ bằng một chút nước lạnh các bạn. Các bạn cho vào đây tầm khoảng 3 thìa canh. Ta sẽ bật bếp lên. Thank you.
Sau khi chúng ta thắng đường với lửa nhỏ, tầm khoảng 7 hoặc 8 phút thì đường bắt đầu chuyển sang màu caramel. Lúc này chúng ta sẽ cho nước lọc và gạo nếp vào các bạn. Chậm lại chứ. Ôi ơi, non tay mà màu không đẹp luôn. Chúng ta sẽ cho nếp vào. Sau khi cho nếp vào, các bạn sẽ quấy. Và lưu ý rằng là hạt nếp sẽ chảy nhựa, cho nên các bạn chú ý khi quấy, chúng ta quấy theo một chiều để tránh trường hợp sẽ bị vựa sau khi các bạn nấu chè. Và khi các bạn đun sôi lên thì các bạn hạ nhỏ lửa để cho hạt nếp nở. Tính từ thời điểm sôi, chúng ta sẽ nấu trong vòng 15 phút là nồi chè của chúng ta sẽ xong. Các bạn sẽ cho nốt phần đường còn lại. Giờ nồi chè của chúng ta đã sôi, các bạn sẽ hạ nhỏ lửa lại. Và chúng ta chuyển qua công đoạn sơ chế gừng. Vì món này ăn vào tiết trời mùa đông các bạn, cho nên gừng sẽ là hương vị chính để tạo ra sự nồng ấm. Các bạn mua gừng về, cạo sạch và định lượng của chúng ta sẽ sử dụng tầm khoảng 20-25g. Phần gừng này chúng ta sẽ xử lý làm hai. Một phần các bạn sẽ giã nhỏ, lấy nước cốt thêm vào trong nồi chè. Và một phần chúng ta sẽ sắt sợi để trang trí phía bên trên của bát chè. Như vậy các bạn chọn những lát gừng đẹp, chúng ta sắt sợi để tạo hình trang trí. Còn phần dư còn lại chúng ta sẽ đem giã nhỏ các bạn. Và đừng quên rằng trong quá trình các bạn giã gừng thì thỉnh thoảng các bạn đảo đổ nồi chè khỏi hạt nếp đứng nồi và nồi chè của chúng ta sẽ bị cháy. Các bạn sẽ cho một chút nước lọc vào. Chúng ta quấy nhẹ để lấy hết nước gừng ra. Sau đó các bạn sẽ cho gừng đã vừa giã và một cái rây lọc, chúng ta sẽ lấy nước cốt và bỏ bã của nó đi. Như vậy, chúng ta đã có nước cốt gừng. Nhưng các bạn lưu ý cho tôi rằng, đây là phần tạo hương thơm, mà hương thì rất dễ bay đi bởi quá trình tác động của nhiệt. Do vậy, chỉ khi nào các bạn tắt bếp, chúng ta mới bỏ nước gừng vào để phát huy hết tác dụng trong món ăn của chúng ta. Nồi chè của chúng ta đã nấu được tầm khoảng 15 phút. Những hạt nếp đã bắt đầu nở lúc búc. Nước cũng đã sền sệt. Lúc này chúng ta tắt bếp để hoàn chỉnh khâu nấu của mình các bạn. Như vậy công đoạn nấu chè của chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra bát và bày biện các bạn. Bây giờ các bạn sẽ rắc những thớ rừng đã được thái sợi lên phía bên trên. Chúng ta vừa cùng nhau chế biến xong món chè bà cốt. Món này ăn hợp lý nhất khi các bạn rắc
một chút xôi vò lên phía bên trên, trộn cùng với nhau để ăn cùng. Và món ăn này đặc biệt thích hợp khi các bạn ăn vào những lúc tiết trời se lạnh. Món ăn này không chỉ ngon về mặt màu sắc, về những nguyên liệu đơn sơ mộc mạc ở phía bên trong khi kết hợp lại với nhau, mà nó còn gợi lên đó là món ngon của cả ký ức. Chúc các bạn có cả một sự ấm áp, no đủ, tròn trịa trong mùa đông này với món chè bà cốt. Món chè bà cốt tuy rằng đơn giản về mặt nguyên liệu, nhưng nguyên liệu lại phải cần chọn lựa rất kỹ. Ví dụ như là gạo nếp, hiện tại bây giờ chè bà cốt đúng điệu nhất vẫn chỉ sử dụng dòng nếp cái hoa vàng, và nó sẽ tạo được hương thơm, đồng thời cái độ nhựa của nó ra để làm sền sệt bát chè là ưng ý nhất. Lý thứ hai về đường, chúng ta sẽ sử dụng đường phen vàng hoặc đường hạt vàng, bởi chỉ có thứ đường đó khi chúng ta thắng thì mới ra được màu cánh gián đẹp nhất. Còn nếu chúng ta sử dụng đường trắng thì màu sẽ nhạt hơn, sử dụng đường đen thì màu ra sẽ đen hơn. Sản phẩm của chúng ta về mặt yêu cầu cảm quan màu sắc sẽ không đạt được như mong muốn. Xét về yêu cầu cảm quan của món chè bà cốt được coi là được thì phải đảm bảo những yêu cầu sau. Thứ nhất về mặt màu sắc, nó phải là ấm lên thứ màu cánh gián, ngả sang màu hồ phách. Thứ hai, lượng nước chúng ta bỏ vào phải đúng để lớp, để những cái hạt nếp ở trong sóng sánh. Thứ ba, độ nở của nếp phải vừa chỉ chớm lúc búp, không bị nát quá, cũng không để cứng nếp quá. Để làm món chè bà cốt rất đơn giản, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến quy trình chế biến. Tuy nhiên, khi chế biến cũng phải đúng cách thì món chè mới ngon đúng điệu. Trong cái trầm mặc của tiết trời đông, vẻ bung tròn của nếp huyện hòa cùng vị thơm, thanh, ngọt, nồng của nước mật nâu trầm, khiến ta cảm thấy cuộc sống như đang chậm lại, ấm lên và đang được nghỉ ngơi. Thêm một chút xôi vò được đổ dẻo, có màu vàng đẹp mắt cùng vị cay ấm nồng của gừng tươi, đủ để chúng ta xoa dịu cơn đói và ấm áp hơn trong những ngày đông mưa lạnh.